Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU đi đêm Hurricane, Bellingham đến MU. Tiết lộ kế hoạch của Ten Hag trong mùa hè. Năm lần Ten Hag trừng phạt các cầu thủ MU và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Tiết lộ kế hoạch của Ten Hag trong mùa hè. Thời điểm này, Erik Ten Hag được cho là sẽ tiếp tục muốn gia cố ở cả ba tuyến ở hàng công khi mà Anthony Martial thường xuyên phải vật lộn với chấn thương, Ten Hag muốn có thêm một chân sút tốt. Tiền đạo của Tottenham, Harry Kane và tiền đạo của Napoli, Victor Osimhen đều có khả năng cập bến MU. Ngoài vị trí tiền đạo, Ten Hag cũng muốn có một tiền vệ trung tâm hàng đầu. Ông rất muốn làm việc với Frenkie de Jong. Dù thất bại ở thương vụ này, quỷ đỏ sau đó vẫn đem về hai sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa là Eriksen và Casemiro, cả hai ngay lập tức trở thành trụ cột tại Old Trafford. Tuy nhiên, không vì thế mà MU ngưng mơ về ngày sở hữu đề rồng. Bên cạnh đó thì Dylan Trai hay rút Bellingham cũng nằm trong danh sách rút gọn của MU. Ở vị trí khác, tờ Telegraph đưa tin Ten Hag muốn giữ chân Dean Henderson sau khi anh hết hợp đồng cho mượn ở Nottingham Forest. Ngoài ra, MU cũng quan tâm tới Jan Oblak và Diogo Costa nếu không thể giữ chân De Gea. MU đi đêm Hurricane, Bellingham đến MU. Siêu lớn tại cho rằng Trường hợp Tottenham nằm ngoài top 4 người hàng Anh và lỡ suất dự C1, đội bóng thành London buộc phải hạ giá Kane xuống dưới 100 triệu bảng. nguồn tin độc quyền từ tờ The Sun cho hay, MU đã liên hệ với Harry Kane thông qua bên thứ ba và nhận được phản hồi chuyển nhượng khá tích cực. Kane bước sang tuổi 30 vào tháng 7 tới và mới vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Tottenham. Phía MU tin rằng nếu chuyển đến Old Trafford, cơ hội giành danh hiệu của Harry Kane sẽ cao hơn ở Tottenham. Giao kèo hiện tại giữa Ken và đội bóng Thành London sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Chính vì thế mà các đội bóng theo đuổi tiền đạo người Anh sẽ có cơ hội ép giá Tottenham. Bên cạnh đó, mùa giải năm nay, tiền vệ rút Bellingham thi đấu cực hay trong màu áo Dortmund. Anh đã có 10 bàn và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường. Sau trẻ sinh năm 2003 là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện, anh có khả năng hỗ trợ tấn công và phòng thủ đều tốt. Eric Hag và tuyển sinh viên của MU đánh giá cao Bellingham với cầu thủ 19 tuổi. Defensa Central tiết lộ, Birmingham sẽ không từ chối MU ở hè 2023. Đội chủ sân Old đang chơi tốt dưới bàn tay của Eddie Ten Hag. Điều này cũng thuyết phục được Birmingham với viễn cảnh trở thành mắt xích chính giúp MU trở lại đỉnh cao. MU cũng sẵn sàng đáp ứng cho Birmingham với mức lương tối thiểu là 200.000 bảng trên tuần, cao hơn rất nhiều những gì anh đang nhận được ở đội bóng nước Đức. Dortmund đặt mục tiêu thu về tổng cộng 150 triệu euro từ thương vụ này, bao gồm cả số tiền cố định và khoản bổ sung gia đình nhà Glazer đang muốn bán MU và nhóm nhà đầu tư đến từ Qatar đang lên kế hoạch mua lại màn đỏ. Nếu thương vụ thành công, họ sẽ cấp tiền để Eric Ten Hag đưa về Birmingham. Eric Ten Hag phạt dàn sao MU. MU đã họp toàn đội vào sáng đầu tuần, một cuộc họp thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của từng người với sự thiếu chuyên nghiệp tại Anfield của bầy quỷ thì đã được Eric Ten Hag chỉ ra. Tấm video tiết lộ, Eric Ten Hag nói với dàn sao MU rằng Họ thật may mắn còn có thể leo lên xe bớt của đội trở lại Old Trafford, chứ không phải trong cảnh bị người hâm mộ tổng công kích. Không chỉ vậy, nhà cầm quân người Hà Lan còn tuyên bố gắt, nếu để thảm cảnh tái diễn, họ sẽ không còn cơ hội nào nữa và bị ném xuống đội U21. Nguồn tin còn cung cấp thêm, Eric Ten Hag học theo sách của Sir Alex Ferguson, bắt toàn đội ngồi im lặng và lắng nghe các cầu thủ và người hâm mộ Liverpool ăn mừng chiến thắng lịch sử. Đây là một chiêu nhằm đánh vào lòng tự trọng, thôi thúc các cầu thủ MU không để xảy ra cảnh tương tự. Đan Hắc quyết định băng đội trưởng MU. Trong màn trình diễn kém cỏi được đánh giá là đáng xấu hổ tại Pháo đài Anfield, Bruno Fernandes bị chê trách nhiều nhất. Ngoài phong độ tệ hại, cố ý diễn kịch, tiền vệ người Bồ còn có những biểu lộ không cho thấy khí chất cần có của một đội trưởng MU lúc gặp khó. Anh liên tục vung tay, biểu lộ thất vọng của kẻ thất bại thay vì nỗ lực chiến đấu làm gương sốc toàn đội. Chứng kiến điều đó, không ít fan MU cho rằng Bruno Fernandes bình thường đúng là tốt nhưng không xứng đáng đeo băng đội trưởng MU. Erik Ten Hag biết những chê chắc nhắm vào Bruno Fernandes nhưng theo giờ săn, nhà cầm quân người Hà Lan chưa có ý định loại tiền vệ người bù ra khỏi nhiệm vụ. Một nguồn tin nói với tờ này, Bruno Fernandes sẽ vẫn là đội trưởng MU. Anh ấy cũng đã phát biểu sau trận, nói với các đồng đội rằng họ phải trở lại, còn có nhiều thứ phải làm. Eric Ten Hag tin rằng Bruno là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, Daily Mail cho biết có những lo ngại từ các cầu thủ MU rằng Bruno Fernandes không phù hợp làm đội trưởng lâu dài trong đó một số thấy tức giận với những trò hề của tiền vệ này ở Anfield. Casemiro, Rafael Varane và De Gea được cho là những cái tên tốt hơn để đeo băng thủ quân quỷ đỏ. Ở thảm bại kinh hoàng tại Anfield vừa qua, chính Varane đã hỏi hết đồng đội đi đến phía cổ động viên để tri ân, xin lỗi trong lúc một số cầu thủ tính bỏ đi thẳng vào đường hầm. MU ra điều kiện quái dị để De Gea ở lại sân Old Trafford. Hợp đồng của De Gea với MU sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay, nửa đỏ thành Manchester đang đàm phán gia hạn hợp đồng với anh và phía De kia cũng mong muốn được tiếp tục gắn bó với Oshafet. Tuy vậy, để có được điều này, cầu thủ người Tây Ban Nha buộc phải giảm mức lương xuống còn 250.000 bảng trên tuần. Không chỉ có vậy, nếu muốn nhận đủ số tiền trên, De Gea phải thi đấu ít nhất 50% số trận của đội bóng trong mỗi mùa giải. Trung bình MU sẽ đá khoảng 60 trận và De Gea có thể phải góp mặt trong 30 trận đấu. Sở dĩ MU gài điều khoản này nhằm tránh việc một cầu thủ dự bị nhận mức lương cao ngất ngường. De Gea đang là ngôi sao có thu nhập cao nhất đội hình hiện nay. MU nhận tin giữ về Casemiro. Tờ Mejo dẫn nguồn từ ESPN cho hay, MU nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Casemiro ở trận đấu với Real Betis trong khuôn khổ lượt đi vào 16 đội Europa League. Theo truyền thông, tiền vệ người Brazil dính chấn thương ở trận gặp Liverpool ở thời điểm hiện tại, đội ngũ y tế MU sẽ chẩn đoán và đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng sẵn sàng ra sân của Casemiro trước Real Betis. Ở trường hợp xấu nhất, cựu sao Real sẽ ngồi ngoài. Mùa giải năm nay, ngôi sao 31 tuổi đóng vai trò hạt nhân khu vực trung tuyến đội nhà. Cựu danh thủ Gardinevin chia sẻ, những đóng góp tầm ảnh hưởng của Casemiro vượt ngoài sự mong đợi. Casemiro đã kiểm soát vòng thay đồ. Cậu ấy là mẫu ngôi sao có tác động lớn đến đội nhà. Vụ MU đổi chủ sắp đến hồi kết Ông chủ Qatar sắp tiếp quản Quỷ Đỏ. Bin Hamad Al đang dẫn đầu cuộc đua hoàn tất việc tiếp quản MU, theo nhà báo Fabrizio Hakin của AMC. Nỗ lực tiếp quản MU của tỷ phú Qatar đang ở vị trí quan trọng trước đối thủ cạnh tranh duy nhất là Ineo. Lời đề nghị từ Qatar do Bin Hamad Al dẫn đầu và độc lập với chủ sở hữu PSG và Qatar Sports Investment, được cho là sẽ dẫn đầu cuộc đua và nếu thành công, kế hoạch sở hữu mới sẽ thể hiện tham vọng trong kỳ chuyển nhượng và tích cực cạnh tranh các bản hợp đồng với PSG. Bin Athani và Sajim Ralifi, người sinh ra ở Manchester và là fan lâu năm của quỷ đỏ, đã gửi giá thầu cho ngân hàng Rainy Group vào tháng trước và có thông tin cho rằng cả hai bên đã sẽ tiến tới giai đoạn tiếp theo trong quá trình mua bán. Bin Hamad Athani và Sajim Ralifi sẽ gặp lại Rainy Group để nhận được quyền truy cập riêng vào các chi tiết tài chính của câu lạc bộ nhằm hoàn tất hồ sơ dự thầu của mình. Giá thầu của Qatar trị giá khoảng 4,44 tỷ bảng và sẽ không có nợ. MU có khoản nợ khoảng 500 triệu bảng do thương vụ mua lại bằng đòn bẩy của gia đình nhà Glazer vào năm 2005 với số tiền mà câu lạc bộ nợ tăng vọt trong năm ngoái do những khoản lỗ tích lũy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.